mình về filler như đã hứa. Chúng ta đã biết về công dụng của filler là để làm đầy, tạo hình, xóa nhăn, tăng kích thước một số bộ phận trên cơ thể. Vậy cụ thể thì filler có thể tiêm vào những bộ phận nào? Bây giờ hãy cùng Oanh điểm qua nha. Để điểm qua các bộ phận có thể tiêm filler thì chúng ta hãy nhìn lại công dụng của nó một chút xíu. Vì là chất làm đầy cho nên bộ phận nào bị thiếu, bị khuyết, bị nhăn, bị nhỏ, bị mất méo mà chúng ta có mong muốn làm đẹp, không can thiệp phẫu thuật thì đều có thể áp dụng tiêm filler được hết đó. Sau đây là các dịch vụ filler phổ biến mà chị em thường sử dụng nè. Đó là filler môi, filler mũi, cằm, má baby, trán, thái dương, xóa nhăn vùng đuôi mắt, tạo rãnh cười, mọc tóc, tim tai tài lộc, nhân trung, bọng mắt, mông, vân vân và vân vân. Nói tới đây thì chị em đã thấy filler thần thánh rồi đúng không? Tuy nhiên, tiêm filler đạt được kết quả đẹp hay không còn phụ thuộc vào một yếu tố quan trọng nữa, đó là tay nghề của người tiêm. Kỹ thuật tiêm filler tuy là đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ nè và chuyên môn cao về cấu trúc giải phẫu của cơ thể để làm chủ được mũi tiêm, tránh tiêm vào những vùng xung quanh gây tắc nghẽn mạch máu hoặc là tạo hình không được chuẩn. Về chuyện đó thì chị em yên tâm nha, tới với Mignon là đảm bảo bao đẹp, bao chuẩn, bao chính xác và tay nghề cao luôn. Chị em mình có điểm nào chưa ưng trên gương mặt hoặc là cơ thể mà filler có thể giải quyết được thì nhanh nhanh tay inbox cho Mignon nha. Hiện thì Viện Thẩm mỹ Quốc tế Mignon có chương trình hỗ trợ chị em làm đẹp với ưu đãi vô cùng đặc biệt. Thường xuyên có chương trình giảm giá nè, hỗ trợ làm đẹp trả gấp 0% lãi suất, hồ sơ duyệt chỉ trong vòng 10 phút thôi và không cần phải trả trước luôn. Cho nên nếu có nhu cầu làm đẹp hoặc là tư vấn, hãy inbox về cho Mignon hoặc gọi vào số điện thoại quen thuộc của chúng ta 0933 088 742. Tạm biệt các chị em, cảm ơn đã theo dõi video này và hẹn sớm gặp nhau trên hành trình làm đẹp nha.